Hello, TV Dũng Quy xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay thì Dũng sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn là cách thay đất cho chậu hoa mẫu đơn rất đơn giản và hiệu quả này. Cây cực kỳ an toàn quý vị và các bạn nhé. Thì cái cây này là cây mẫu đơn nhung của Dũng này. Nó vừa nở hoa suốt từ đợt Tết đến bây giờ. Vừa rồi do nó mưa nhiều quá nên là những cái hoa này, hoa nó bị thối, nó rũ. Mưa 2-3 tuần liền nó lạnh nó buốt nữa các bạn ạ. Cho nên là nó rũ xong thì Dũng thay đất xong thì Dũng sẽ chớt bớt lại răm luôn cây này để cho lên răm đẹp. Thì bây giờ quý vị và các bạn cùng quan sát cách thay đất của Dũng nhé. Nói chung là thay đất thì cực kỳ đảm bảo an toàn và hiệu quả cho cây. Vâng, đây là cái cây mẫu đơn nhung của Dũng này. Dưới đây gốc đơn cờ đực. Mời quý vị và các bạn cùng xem ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn thì đây là cái cây mẫu đơn như này đúng không ạ? Đây cái bầu như này, đây Dũng đo ra đây là 20 phân, Dũng chỉ để lại độ 15-17 phân thôi. Thì đất này chúng ta lần này chúng ta sẽ thay một nửa bầu như này, lần sau chúng ta thay nửa bên kia. Thế thì chúng ta cứ hất bỏ như này, đấy, đất đây, đấy chúng ta hất bỏ phần này cho Dũng. Quý vị các bạn thay đầy đất của cây của Dũng trồng rất tươi xốp, nên là lên rất mạnh. Con đang kia cho bố làm nhé, đẩy lên rất mạnh. Đấy, lúc trước cũng giống như có ít phân gà. Chúng ta cứ thay một nửa như này, không ảnh hưởng đến cây. Đấy, giờ Sơn đi vào đi để bố làm. Chúng ta cái sấn này thay rất đơn giản đấy, nhưng mà nó rất chỉ là hiệu quả. Cái cây lúc rung rồng là vẫn không có vỏ lạc. Khi chúng ta thay chúng ta cứ cho phải nhiều phân gà thôi. Đấy, chúng ta sấn đất sắp xong quý vị và các bạn. Vâng, từ quý vị và các bạn thì quý vị và các bạn đây, Dũng quay gần cho quý vị và các bạn xem. Đây là Dũng. Đây nha, Dũng đã đào đến một nửa chậu này. Một nửa chậu như này đây. Lần sau đào thì quý vị và các bạn nhớ là cho nó sâu hết trong này cho Dũng. Đấy, thì đây. Đấy, đây là cách thay đất cực kỳ tốt ạ. Dũng khẳng định với quý vị và các bạn là đảm bảo cây không ảnh hưởng gì, không chột cây mà là an toàn nhất. Còn nếu mà quý vị và các bạn thay đất mà cứ chúng ta cứ nhắc cây ra xong rồi mới lại thay đất thì rất chi là vất mà nó chột cây. Còn thay đất như kiểu của Dũng này thì cực kỳ an toàn vì một nửa bên kia là vẫn rất nhiều rễ để nuôi sống cây. Vâng, thì đến bây giờ thì quý vị và các bạn hãy quan sát cái việc trộn phân với đất của Dũng nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì Dũng sẽ lấy đất với phân lên để chia sẻ với các bạn.
cũng làm gồm có này, một ít cát này quý vị các bạn nhé, cát này, cát cánh vàng này, đất này, hạt đất này. Đấy. Đây là vỏ lạc. Vỏ lạc ạ. À? Vỏ lạc chúng ta sẽ lấy luôn như này. Các bạn. Quý vị và các bạn nhớ quan điểm của Dũng thì Dũng để chia sẻ, còn cũng không bắt buộc quý vị phải các bạn phải làm theo y như của Dũng. Nhưng mà mẫu đơn của Dũng thì chúng chỉ có bón phân gà thôi quý vị và các bạn. Phân gà bỏ lạc. Xong thì là nước lã. Cây không mờ sợ, còn cây của Dũng thì Dũng đã thử rất nhiều lần rồi. Đã thử rồi là gì? Đã ngâm nước giải này. Rồi thì mấy phân lân ấy. Phân lân ấy mà xong tưới một thời gian là cây bắt đầu khoảng độ 20 ngày sau là cây bắt đầu hiện tượng vàng lá quý vị các bạn. Cho nên là cái phân bón rất chỉ là quan trọng. Còn phân gà chấu của Dũng cho rất nhiều. Đó. Riêng bón này thì chúng ta không hốt. Chúng ta cứ lựa chúng ta cho thoải mái mà. Nó tốt. Là phân gà này, lẫn chấu này. Để cho khoảng độ 2 xẻng cát quý vị các bạn. Hơn 1 xẻng cát nhá. Cái xẻng này đóng nãy Dũng con vơi không được. Không được 2 xẻng nữa. Còn đất đây là 3 xẻng này. Đấy, chúng ta thêm cho lượng lượng ít thì không cần. Thiết phải cho nhiều đâu. Còn đâu cho phân nhiều nó tốt. Thì cây như này thoải mái rồi. Nó ổn định trên chậu không hốt là như thể là cây chúng ta mới cái trồng chậu. Việt Nam vẫn có câu là cái gì thế cứ phải thực phục sở thị quý vị các bạn ạ. À, tai để nghe, mắt để thấy, tay được sờ nhưng mà quý vị không được sờ đâu. Nhưng mà nếu mà Dũng chỉ nói không thì quý vị có thể, các bạn có thể là nói là phân gà nó mặn nó chết cây. Này thì nó vẫn cho thêm một chút đất nữa. Nhưng nhiều phân nó xốp quá các bạn ạ. Đây là nhiều phân quá nó xốp này. Thì nó vào độ 2 xẻng đất đấy. Đấy. Cái làm phân với đất này thực ra cũng không phải cầu kỳ gì lắm đâu. Đấy, cái này chúng ta trộn xong rồi. Phân gà, đất. Đấy thì quý vị các bạn nhìn nhé, đây. Quan sát này, đây là phân gà này, đất này. Đấy. Đấy, bây giờ là Dũng sẽ hót vào chậu cho quý vị và các bạn cùng xem. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì Dũng đã cho đất vào chậu xong này. Đây, nhưng mà cho thì chúng ta sẽ cho hơi đầy hơn. Bởi vì tại sao lại như vậy? Lần này là Dũng thay một nửa như này. Đấy, khoảng độ 3 tháng sau thì chúng ta lại thay nốt nửa bên kia. Thế là chúng ta thay coi như thế là sẽ thay được hoàn chỉnh chậu hoa mẫu đơn mà nó không bao giờ lo nó mặn, nó sót. Bởi vì chúng ta thay như này chúng ta có thể cho nhiều phân hơn một chút, là cho nhiều phân hơn là lúc rồng quý vị các bạn. Vì lúc rồng là nó chưa có rễ non, bộ rễ nó chưa ổn định. Như đến bây giờ thì cây bộ rễ nó ổn định rồi.
nên chúng ta không hốt. Còn để Dũng sẽ chia sẻ thêm cho quý vị và các bạn một chút nữa là cái gì. Dũng sẽ đi view mấy cái cây mà hôm trước Dũng đã bón cho quý vị và các bạn cùng xem này. Thì hôm nay xong Dũng sẽ chớt lại cái dăm cái cây cây này. Xong đến khoảng độ 2 tháng sau thì Dũng sẽ quay lại chia sẻ lại cho quý vị và các bạn xem cái tán là như thế nào. Thì bây giờ thì Dũng sẽ chia sẻ mấy cái cây của nhà Dũng đây. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây như là cái cây mẫu đơn vàng này, là năm ngoái là hoa rất đẹp này. Như vừa rồi sương muối do Dũng để nhiều hoa, có hoa cứ ra suốt ngày, cho nên là bị sương muối, rồi thì là cũng do tưới nước giải mới lân một chút. Đồng thời lá nó vàng, đến bây giờ thì cắt nó lên một chút lại ra hoa ngay này các bạn này. Cứ nhoe lên một cái là cây của Dũng ra hoa vì nó ra nhiều quá. Như các cụ thường thường, như thanh niên ấy, thường thường hay trêu nhau khổ thì khỏe. Còn cây mẫu đơn thì của Dũng thì khổ là vì nó ra nhiều hoa quá, cho nên là cây nó Dũng giữ cây cho nó không ra hoa nhưng nó vẫn cứ ra. Đấy, thì đây là cái cây này của Dũng này. Còn xong này Dũng view sang cái cây mẫu đơn nhung của Dũng đây. Cái cây này thì Dũng cắt dăm hôm trong Tết và Dũng bón phân này đây. Quý vị các bạn đây hãy nhìn nhé, đây là hoàn toàn bằng bón và phân gà, mấy vỏ lạc, cũng như là Dũng vừa chia sẻ đến quý vị và các bạn ạ, vỏ trứng đó. Nếu quý vị các bạn có cái vỏ trứng đập trộn lẫn nữa thì càng tốt ạ, vì vỏ trứng nó thêm canxi. Đây, như cái cây này của Dũng này là vừa rồi là nó mưa nhiều quá nhưng cái lá nó vẫn hơi úa vàng một chút, ngà ngà vàng, còn không là nó xanh biếc ấy, vì nó rét là thế này. Cái nào cái đấy là lên rất chi là nụ hết thì các bạn này. Đấy, mà quý vị các bạn cứ nhìn cái cây lên như này là phát triển có khỏe hay không thì quý vị các bạn biết. Cho nên là riêng Dũng đã làm cái gì thì phải có thực tế Dũng mới dám chia sẻ đến quý vị các bạn, chứ không có phải là chia sẻ để câu view hay là cái gì hết cả. Xong thì bây giờ thì Dũng sẽ lên Dũng cắt cái cây kia này, nụ rất nhiều quý vị các bạn này. Còn nụ này nữa nó nở chật hoa này ra, nụ này bông cực kỳ to luôn. Đấy. Còn riêng cái đơn nhung mà cành nó đã già, đạt tới độ được độ già thì gần như là nó ra hoa quanh năm đấy quý vị các bạn. Đấy. Đấy thì cây này của Dũng này. Đấy, Dũng sẽ quay sang bên tay trái của Dũng. Thì cái cây này là Dũng mới chớt cách đây được hơn một tháng, hai tháng. Hơn một tháng đấy ạ. Đây quý vị các bạn nhìn lọc lên này. Mà Dũng chỉ có bón phân gà này nhá. Ngoài ra không có phân gì khác. Còn cũng có quý vị các bạn cũng có chia sẻ là bón phân tằm. Phân tằm thì tằm ăn lá sắn, lá dâu rất là tốt, nhưng mà với quan điểm của Dũng nhưng cái đấy nó cũng sẽ không được tốt lắm bởi vì nó không có chất. Đây thì bây giờ Dũng sẽ sang quay lại là cắt tiếp cây kia. Khi Dũng cắt xong thì Dũng để view lại cho các bạn một chút để các bạn ngắm. Vâng, thưa quý vị các bạn, thì cái cây này thì Dũng đã thấy đất xong thì chia sẻ cho quý vị các bạn rồi này. Thì đến đây là Dũng cũng cắt dăm, cắt lại dăm cho nó xong rồi này. Đấy, đây là cái mẫu đơn của Dũng, Dũng đã cắt lại dăm này. Quý vị các bạn nhìn này, Dũng cắt thật gọn nó lại. Tại sao lại cắt gọn như thế? Cắt gọn như thế này lần sau nó lên dăm nó mới dày dăm. Chấp nhận mình phải cắt, thỉnh thoảng mình phải cắt đau lại như này thì lần sau mình mới đỡ phải cắt lại quý vị các bạn ạ. Đây Dũng đã cắt rất gọn. Đấy, cây này của Dũng thì ra rất chi là đẹp. Vâng, thì những cái gì Dũng chia sẻ là những cái cây Dũng chăm thế nào thì Dũng cũng chia sẻ cho quý vị mấy các bạn như vậy. Thì mong muốn quý vị các bạn thay cho mình những chậu cây rất chi là an toàn và đẹp. Và thì cuối chương trình Dũng cũng xin kính chúc sức khỏe quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe. Quý vị các bạn xem hay nhớ like, chia sẻ, ủng hộ kênh giúp Dũng. Thì đây là những cái cây mẫu đơn của vườn nhà Dũng. Vâng, chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn ạ.